Bây giờ mình sẽ làm hai hàng đi. Ở trên là hàng button. À, các nút chức năng nằm trên. Ở dưới là cái hình tròn. Tròn tròn. Rồi, nút chức năng ở trên đây á gồm có hai phần, phần màu và phần size. Ha. Ví dụ mình ghi là màu đỏ. Phần màu 1 đi. Thôi màu đỏ đi. Thôi màu 1 đi. Thôi màu đỏ đi. Cuối cùng là màu gì? Màu sơn. Cái lớp này sờ nó chiếm spotlight với người ta. Nó bị lớn mà hết dầu. Còn trẻ măng hết dầu. Làm tướng á. Làm tướng á. Mà tướng cướp. Thằng này hay thiệt chứ. Chơi chữ hay quá con. Ừ. Nó bơ hả? Lên ráp thôi. Tài năng gì hả? Rapper được luôn. Tính chơi gì mà hát được không? Hát được không? Hay hả? Viết cho tao bài cái. Tuần sau tao cho mày lên show. Cái bữa tao nghỉ đó là cho mày lên show. Không nói thiệt nha, thầy nói thiệt nha. Cái đó nói thiệt á. Tao nằm trong ban tổ chức landing page hackathon mà. Wow, tới chuyên đào tạo gà mà. Ok, vậy là có thêm một ca sĩ mới, gương mặt mới. Trường Quy nữa hả? Sao lớp mình nhiều tài năng vậy? Rồi, quay lại bài nè. Làm sẽ đét xíu nè. Màu đỏ. Rồi ha. À, màu vàng. Bạn nào mà mất căn bản thì có thể học được từ được hết đó các màu gì ta? Màu xanh. Màu xanh. Yeah. À, sai. Tới cái size thì mình để là size, tới cái size size thì mình làm button đi. Tất cả đều làm button cũng được, quên button đi. XL button đi. XXL nó 3XL luôn. Đấy. À, làm cho hoành tráng gì chứ mình chưa giải quyết được đâu. Mình chỉ giải quyết được từng chức năng thôi. Nghĩa là mình chưa giải quyết được nó vừa màu đỏ mà nó vừa XXXL. Ha. Thì cái này để bữa sau nữa sẽ hướng dẫn. Bây giờ mình ở làm ở cái chức năng là click vô cái nào thì nó làm được sẽ đến cái đó thôi ha, nó chưa có nói gì được. Rồi bây giờ ở dưới đây là cái tròn tròn mà xong hết rồi đó, sẽ đến gì ổn rồi đó, chạy được chưa? Chạy được chưa? Chưa đâu, có gì đâu chạy. À, có chữ hả? Thằng này thông minh ghê ta, vừa hỏi xong nó dưới nó chạy luôn. Hay có hai cái chữ. Chưa có gì hết, nó chỉ có hai cái chữ thôi. Đúng rồi các bạn, nó không có gì đâu. Rồi, start nha. Rồi, viết CSS đi. Bây giờ CSS nó đã nhiều rồi. Tách ra file đi. Viết lộn xộn mệt lắm. Rồi, bài. Tôi new một file mới. Bài 1.4. 1.4 chấm 1 chấm CSS. Đó, tôi đưa vô đây. Rồi, cái này link CSS vô ha.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Ê, nó nói cái gì mà nó hoài ta? Nó đang tám cái gì vậy? Tôi hướng dẫn sao nó không làm ta? Nói cái gì á? Con nói gì con? Sao? Chứng khoán chứng khoán lên hay xuống? Bitcoin cái này sao rồi? Nghe hả? Sập à hả? Vừa. Rồi, màu đỏ ha, biết xe đến màu đỏ. Nó màu đỏ. Nghĩa là mình cho một cái dấu chấm tròn màu đỏ đi. Đó. Dễ ồn. Quýt. Ví dụ quýt 50 pixel ha. Hay 50 pixel. Rồi. À, border radius 50 pixel. Rồi, background color là red. À. Ok. Đó, có liền. Nha. Yeah. 50 hay to ha. Kệ nó đi. Cho 30 thôi. Rồi, ok. Tương tự như màu xanh, màu vàng y như vậy. Cứ bị bát ra. Đổi màu lại thôi. Màu vàng, màu xanh. Ngày em đi trên sông trắng sáng. Yellow. Green. Rồi ok. Ba em đứng dọc. Rồi bây giờ cho nó nằm ngang dưới ờm. Nha. Muốn làm gì đó làm. Float led là xong. Rồi mình muốn cho nó cách xa nhau điệu xíu thì mình cho thêm mặt gin nữa rồi ok. Đó. Cho thêm cái mặt gin nữa. Đến hôm nay có bạn nào không biết mặt gin là gì không? Nghỉ học luôn đi. Sơn nữa hả? Sơn à, em đừng có làm tôi thất vọng như Sơn. Rồi ok ha. Hai cái nút này đem xuống dưới đi à. Hai cái nút đó đem xuống dưới đi. Hai nút này nè. BR. Nó không xuống được. Nó không xuống được thì mình cho cái HR ngay đây đi. Nó vẫn không xuống được. Thì mình HR này mình cho nó một cái style. Các bạn biết gì không? HR. Đó. Nói chung là bạn học CDS tới đâu thì các bạn sẽ học thêm những cái mới mới tới đó đó. Bây giờ mình không có cho HR này nó ảnh hưởng tới mấy cái hàng ở trên thì mình clear nó là xong. Thì nó xuống hàng. Ha. Rồi, HR này đừng cho nó hiển thị lên. Thì là border. Border non. Rồi ok. Hình được không? Rồi bây giờ cái hình tròn tròn ở dưới. Mình cho cái hình tròn tròn ở dưới. Chấm tròn tròn. Đó. Thì y chang như cái này thôi. Ha. Tròn tròn. Rồi ok. Báo xuống đây. Bây giờ này tôi đây để là 300. 300. 300. Ok ổn. Rồi, thì bây giờ trước mắt là mình bỏ bắt rau. Nó ổn rồi mình mới bỏ bắt rau ha. Rồi bây giờ bắt đầu tạo sự kiện cho nó. Tạo sự kiện cho cái gì? Cho cái màu trước. Rồi tạo sự kiện cho cái màu. Đây cái màu. On click vô màu đỏ. On click vô màu đỏ. Thì tôi sẽ gọi tới là set màu, set color. Giống như cái cách đặt function giống cái nãy. Mình truyền cái gì đó vô đây. Tại vì cái chức năng nó giống hệt nhau thì nó chỉ cần một cái function thôi. Ha. Quan trọng là chuyện cái số trọng hay là chuyện cái chuỗi trọng. Ví dụ mai mốt mình lập trình á, cái gì liên quan tới việc so sánh á
Nếu có đường binh thì mình cứ binh cho số trước, ưu tiên cho việc chủ. Ví dụ như mấy cái này nè, nó có ba màu thì mình tự động quy định một màu đỏ, hai màu vàng, ba màu xanh, thì mình chỉ truyền số thôi là ok. Số cái bit nó ít hơn, nó so sánh dễ hơn, chính xác hơn, nhanh hơn. Còn không mình có thể là mình truyền bất cứ cái chuỗi nữa, là chuỗi gì, ví dụ như chuỗi mã số màu hay là chuỗi chữ của cái màu được hết ha. Rồi để tiết kiệm thời gian thì ở đây mình truyền số đi, số 1 là màu đỏ chẳng hạn, đó tương tự cho mấy cái kia đó. Thế này là màu số 2, màu số 3, hình dung không? Rồi bây giờ mình vẫn là function strip này, function rồi set color is đó. Rồi khi lập trình các bạn cũng phải biết là cái cách mình check, mình kiểm tra giá trị kết quả từng cái giai đoạn, từng cái giai đoạn, từng cái chỗ mình làm. Ví dụ như để check coi cái if lúc này nè, nó lít vô coi nó đúng chưa và cái if giá trị bao nhiêu. Có hai cách để mình check thông tin ở đây. Thứ nhất là mình có thể dùng alert. Ai coi slide 1 rồi biết cái này ha. Thì để mình biết là nó truyền cái giá trị này đúng như mình mong muốn hay không ha. Rồi ok, lít một cái. Ra số 1 là đúng rồi đó. Lít một cái. Ra số 2 đúng rồi đó ha. Rồi bây giờ nó truyền giá trị đúng rồi, bây giờ cái việc của mình là gì? Set background cho cái thằng tròn tròn này là ok. Set style cho nó. Rồi style của quỹ này là như thế nào? Mình chỉ mới học tới cái việc là tương tác với ID thôi, thì lúc này mình phải cho nó là một cái ID. ID của tôi tên là tròn ha, tròn. Thì lúc này mình bắt đầu là mình truy cập tới nó ha, bằng một cái biến ha, tr bằng document chấm get element by id, và tôi lấy cái thằng tròn, tròn chứ hay trong. Rồi tôi lấy tới đây thôi, bắt đầu tôi mới bắt đầu tôi kiểm tra. Nếu x bằng 1, bằng 2, bằng 3, bây giờ mình sẽ có nhiều giá trị trong cái việc lựa chọn một trong nhiều giá trị đó, thì sử dụng if else cũng được chả sao. Bây giờ học thêm cái cấu trúc khác hợp với cái việc lựa chọn hơn, đó là switch, switch case đó. Cái case này của mình là gì? Là cái if. Cái giá trị của mình là một đó. Rồi nếu là một thì làm cái gì, nếu là hai thì làm cái gì, thì chỉ cần copy ra thôi. Nếu là một thì các bạn sẽ làm gì? Có phải là gán cái đối tượng này nè, chấm style chấm background color đúng không? Đây background color đúng giống như quy tắc nào nói không? Trong CSS thì background dấu trừ color viết chữ thường, vô JavaScript thì nó bỏ dấu trừ ra, chữ C nó viết hoa lên. Mình phải hiểu cái quy tắc đó đó, để có khi là mình viết nó bị sai ha. Còn cái này mình chọn đúng từ cái danh sách nó gợi ý thì chả sao cả. Rồi mình bằng cái gì? Dấu giấy đôi, chữ rít vô đó, màu đỏ, hoặc là thông số màu cũng là màu đỏ, làm riết biết cái thông số màu nha. Còn không ghi cái chữ. Đối với những cái màu cơ bản thì ghi chữ, đối với những màu mà có cái mã màu khác nhau mình cứ copy mình đưa mã màu thôi ha. Rồi mình có màu đỏ, cầm trên C. Rồi cái này là cây 2 thì cái này là màu màu vàng hoặc là yellow hoặc là gì đó tùy các bạn. Rồi cái số 3
Màu hồng cánh sen. Màu xanh lá. Đó. Mình đúng không? Ok, xong hết rồi đó. Rồi, mời làm thử đi. Ngon. Này, ngon. Xanh lá sai nè. Xanh lá đổi chưa? 1, 2, 3. 1, 2. Cây 3. Đấy, các bạn ha. Đấy. Cái màu xanh lá này của tôi sử dụng nó khác màu trên đây rồi. Ha. Thì ở đây mình screen. Đó. Đấy ha.